Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Hồng Vệ Bình làm trò phản cảm trước cờ vàng trong bảo tàng quân đội. Ngày 4 tháng 11, Facebooker nổi tiếng Dương Quốc Chính có bài bình luận Hồng Vệ Bình trên trang cá nhân của mình. Tấy tật trên Facebook Dương Quốc Chính. Thời báo chấm đề giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Hôm qua đến giờ, mình thấy một lọt page lên bài đăng mấy cái ảnh các cháu trẻ trâu là mấy hành vi phản cảm trước lá cờ ba sọc ở bảo tàng lịch sử quân đội mới xây. Mình để ý, lâu nay, đám bò đỏ cuồng dại nhất thường chính là đám trẻ trâu ở lứa tuổi học sinh. Việc các thầy đồng mềm, hộ lốn, đồng loạt lên bài chắc chắn là có chỉ đạo từ người mà ai cũng biết là ai đó. Không thể là ngẫu nhiên, việc lợi dụng đám trẻ con này không hề mới, mà từ thời cách mạng văn hóa bên Tàu mà mình đã làm video chi tiết về đám đó. Trẻ con như tờ giấy trắng, não còn sạch tinh nên dễ bị người lớn vẽ bậy lên. Mà dễ vẽ bậy lên nhất chính là bố mẹ và thầy cô giáo nhân danh sự giáo dục con em mình. Đấy là sự éo le khốn nạn nhất của xã hội này. Khi mà những người có trách nhiệm dạy học, dạy làm người lại biến đám trẻ thành bò đỏ. Các cháu học sinh, sinh viên có hóng ở đây nên nhớ rằng lá cờ đó đã được phải đưa vào bảo tàng lịch sử vì nó chính là một phần của lịch sử. Dù chính thể mà nó là biểu tượng có mặt nọ mặt kia, tùy góc nhìn thì nó vẫn được hai chế độ từng quản lý ít nhất một nửa diện tích nước Việt Nam và từng tuyên bố chủ quyền cả nước. Quấy phá một cuộc xuống đường của người dân Hà Nội. Rất nhiều người của thế hệ ông bà, cụ kỵ, các cháu từng đứng dưới lớp cờ đó. Như quốc gia Việt Nam từng quản lý Hà Nội khoảng 5 năm, lá cờ này từng bay khắp các cơ quan công sở của Hà Nội và Sài Gòn. Nên các cháu cũng cần giữ thái độ lịch sự, trung lập, khách quan, hiểu biết khi bày tỏ quan điểm. Vì chế độ nào cũng có mặt nọ mặt kia, cũng như người nào cũng có mặt tốt, mặt chưa tốt. Giả sử, ông bà các cháu có căn cước công dân, giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, bất động sản, giấy khai sinh, đóng dấu bởi các chính quyền trong quá khứ, thì các cháu đem đốt sạch xé sạch hay sao? Việc chổng đích vào quá khứ thế này là hành vi gây chia rẽ cộng đồng mạnh mẽ nhất giữa đồng bào hai miền, hải ngoại và trong nước. Vì sỉ nhục lá cờ của họ chính là sỉ nhục hàng triệu đồng bào từng sống dưới lá cờ đó. Các cơ quan tuyên giáo phải xác định rằng ba cái trò trẻ con này nó gây phản cảm, đáng xấu hổ, chứ không có gì đáng tự hào, chứng tỏ lòng yêu nước hết. Trò này biến chế độ ta thành trò hề khi một mặt xin tiền kiều hối, vuốt ve khúc ruột ngàn dặm, mặt khác lại sỉ nhục họ, từ tay bóp giấy. Đến giờ này, mình không thấy có bất cứ một tổ chức nào có ý đồ phục dựng thay ma chế độ cũ, càng không có bất cứ tổ chức nào có uy tín mà dùng lá cờ này. Nên việc cố tình nhòi sọ trẻ con, lợi dụng đám trẻ, chỉ có hại cho lớp trẻ lớn lên với lòng thù hận, mồm chửi ra rã chế độ cũ, nhưng chả hiểu họ thế nào như chó cắn ma vậy tìm hiểu lịch sử để ôm cố tri tân thấy cái hay để học cái dở để tránh việc học tập chế độ cũ những cái hay của họ cũng không có gì là lạ như mình thì thà để con học dốt văn sử địa chứ không thể để nó thành bò được đừng tưởng dùng chiêu trò này là vô hại sẽ có ngày đám hồng vệ binh này quay lại cắn ngược lại phe cải cách trong đảng như từng cắn đặng tiểu bình nếu tân tổng bí thư mà xác định cải cách thì phải liệu mà xử lý đám này đi không nó hút luôn cả tổng bí thư đó cứ xem hồng vệ binh trung quốc đã làm những gì thì sẽ suy ra đám bò đỏ này dám làm gì thôi đám trẻ con lẻ tẻ nó làm vậy thì cũng khó tránh nhưng bọn đáng chửi nhất là bọn cố tình vẽ ra cái trò ngu dốt này ngu là quyền nhưng phát tán cái ngu là tội ác những nhận xét xung quanh việc nhất thể quá quyền lực ở Việt Nam. Ngày 2 tháng 11, AFA tiếng Việt bình luận Việt Nam nước cộng sản duy nhất không nhất thể quá. AFA cho biết, ông Tô Lâm đã nhường vị trí chủ tịch nước cho ông Lương Cường ngày 21 tháng 10, chỉ nắm giữ vị trí tổng bí thư quyền lực nhất. Trong khi các nước cùng thể chế cộng sản như Trung Quốc, Lào, Bắc Triều Tiên, Cuba đều đã nhất thể quá vị trí nguyên thủ. Vậy tại sao Việt Nam dùng dằn khi thực hiện mô hình này? Và đây là hình bản tin trên AFA. AFA nhắc lại, gần đây Đảng Cộng sản Việt Nam đã hai lần thử nghiệm cơ chế này. Ông Nguyễn Phú Trọng từng kiêm nhiệm hai chức danh Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước từ năm 2018 đến năm 2021 sau khi ông Trần Đại Quang qua đời. Mới nhất, ông Tô Lâm kiêm nhiệm hai chức danh nói trên từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 22 tháng 10 năm 2024. AFI lưu ý, theo Điều 4 Hiến pháp năm 2013, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Điều 86 quy định, Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Như vậy, hai điều này trong Hiến pháp hiện hành đã cho thấy Tổng bí thư và Chủ tịch nước là hai vị trí tách biệt nhau. Mặt khác, Hiến pháp hiện hành cũng cho thấy vị trí chủ tịch nước thấp hơn tổng bí thư do tổng bí thư là người đứng đầu lực lượng lãnh đạo nhà nước. Nguyên thủ thực sự của thể chế chính trị hiện nay là tổng bí thư. Vì lý do trên, trao đổi với AFA, nhà nghiên cứu Hoàng Việt cho rằng muốn nhất thể quá hai vị trí tổng bí thư và chủ tịch nước thì Việt Nam phải sửa đổi hiến pháp năm 2013. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. AFA dẫn nhận xét của giáo sư Katia từ Úc cho rằng việc ông Tô Lâm nắm giữ cả hai vị trí đứng đầu đảng và nhà nước dẫn đến lo ngại rằng ông đang tích lũy quá nhiều quyền lực thông qua việc đưa lực lượng công an chiếm đa số trong bộ chính trị. Mặt khác, việc đại biểu quốc hội nhất trí bầu ông Cường là một dấu hiệu cho thấy việc chia sẻ quyền lực thông qua cơ cấu lãnh đạo tứ trụ được ủng hộ rộng rãi, ông Thayer Giờ cho biết thêm. Tuy nhiên, theo AFA, trong bộ chính trị, những người có gốc công an chiếm đa số nhưng trong ban chấp hành trung ương các ủy viên bên quân đội chiếm số lượng nhiều hơn theo giáo sư kathayer với các đại diện ở ban chấp hành trung ương đảng vai trò chính trị của quân đội và công an được thể chế hóa trong cơ cấu lãnh đạo của đảng cả hai phe đều được đại diện khói trong ban chấp hành trung ương afa dẫn nhận định của giáo sư abuja từ mỹ cho rằng có một phe quân sự đóng vai trò là cơ quan kiểm tra cân bằng về mặt thể chế đối với Bộ Công an. Và như vậy, quân đội và công an là những đối thủ có tính thể chế. Và đây là hình tân chủ tịch nước Lương Cường. AFA cũng dẫn giả thuyết của luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada về ẩn số Trung Quốc trong việc ông Tô Lâm từ bỏ vị trí chủ tịch nước. Theo luật sư Khanh, ông Tô Lâm có nhiều động thái nghiêng về Mỹ và phương Tây, do đó ông đã gây lo ngại cho Trung Quốc. Ông Vũ Đức Khanh cho là Trung Quốc đã âm thầm ủng hộ Lương Cường, một đồng minh cũ của Nguyễn Phú Trọng và người có quan điểm giữ cho Việt Nam trong phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc. AFA dẫn kết luận của nhà nghiên cứu Hoàng Việt cho rằng các lực lượng chính trị khác nhau trong hệ thống chính trị thượng tầng cũng như cơ chế tứ trụ như được thiết kế trong Hiến pháp năm 2013 và Điều lệ đảng năm 2011 đã khó phục cơ chế tứ trụ. Do đó, việc nhất thể quá không được duy trì. Tuy nhiên, chính trường Việt Nam từ nay đến đại hội 14 và giai đoạn sau đó có thể sẽ có nhiều biến đổi. Nhu cầu phát triển của Việt Nam có thể thúc đẩy những cải cách từng bước để có một thể chế chính trị hiệu quả hơn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình Những nhận xét xung quanh việc nhất thể hóa quyền lực ở Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Bảo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới